làng Paul M. Gapio, rớ năm rịp tò, ta đang xã Sơn Điền, cân hòa là dư linh trà Lâm Đồng, xùm con rớ bà ta gà túc tú sprang tường. Bù lá bà lau rớ bòn tam cân hòa là dư linh, ghé miêu, mơ già, bớ bộ sơ năm tút tò, xã tía nghít ngài tam Sơn Điền tò, ở hệt ghé đù tớ miêu bờ. Ta đắp bà ta tò, quang tía bòn, mờ trao lớ hoàng cá tầm xã Sơn Điền, gầm chớ nũ chớ pran công karyan mở trộ ta ngay prang tường nàng ghé tạ chi tâm in tu tò tân trà lòng bồn mở cấp bìu xin bàn tú xã Sơn Điền bồn hì mắt chờ có ở ít ụ tam chi cà phê sầu riêng mắc ca trao lòng bồn rấp ro ta nê hà màu rô mít tôi ổn hà. Bù lá, tú ta ngài lâu, chào làng bòl ta đang xã, bần đần, tôi gùm tó tạ, prang tường. Mơ ya, dớ mơ chớ, bộ tạ tường, đã chó, bần tất đã lấy xoát chớ. Gần bắc cao cà phê, ở hịt ngư lị chớ, gần lấy rò. Ta lời bọn đang gần là ngư lơ mỉu, ta dự định gần mỉu, là ta bọn ta sân điện, tôi là ớ cái bài mỉu. Bây mừng lỡ ấy là hình là lỡ bà xa là cái này gũ cả hảo ấy. Lỡ cái hút nhàn cái đó ấy. Cái ơn ngại ăn khai lấy lọt tốt ở đó là rất cầm bọn đó ơn ngại ở còn. Tạm tía bình nầm rít, rịp hà trà Bình Thuận. Tía ghét trộ ta ngay prang tờ ngăn. Bề hớ, rớ nằm ở lầu, ta đang xã Sơn Điền, xùm công cân chớ tạm cân hai prang tờ. Nên ngăn là tạm cân hai prang tờ cập năm. Prang tường quân tròn tam Sơn Điền rớ cân hai tò, mờ ngay sơ lây cân chớ ngăn. Ta đang hớ, ta nào đã, vật tất đã đơn, đã chó, đã mồn, xoát chớ. Các kê ngăn tạm róa lớt xa, mờ rải kýt chào làng bòl. Rằng dụ, tôi hay đồn hay quản, hay rinh quân hay quản, ở hết mưu đỡ đỡ hết. Là mong bộ đang gần xin mấy bạc lỡ âm sân điện mong đàn dòng xì đàn lùng đó lời rồi xì tội lời rằng viên mấy bạc tal xì tội là tal xì tội cũng anh cũng ân ngại mà là bộ đang gần mù đâm đổ luật mà xin thực tệ tâm hi nàng con trai tạm cận hay prang quân chồng bắp bộ sinh năm bà bồ bà chất buồn quang xã sor làm bòn hiệu tầng ghét rớ sốt trao làng bol chòi ít đã tó chi tam in mà gơ in đi tầm róa tân gú lỡ xa tía bòn tam quý tu sinh năm bà bồ bà chất buồn trao tạm làm xã rồi trang tó đạ con trai tầm cận hay prang tường tus phàm chất pram pana hiền gặp chớ ụ tam thành rồi trang trọ quả tân ao đạ bất đờn nhằng răng tó tầm cân hai prang chi tam in nàng chi tam con dài tầm cân hai prang trao làng bol joy pri alá đã tầm tần nào đã mông khoan bớt chó đã đơn ghé tầm alá bòn quang xã Sơn Điền lỡ chất nị broa đông đã bần tú đã sốt trao làng bol đông đã niệm tìm bành lỡ palai đã riêng xã Sơn Điền thì năm đầu so với mọi năm thì prang năm đầu đâm xã là rồi so với các xã của cây tại huyện thì tất cả xã này cũng mưu tốt hai đầu thì trước Tết thì riêng xã thì cũng có đủ bà bay đặt mưu sơn thì sau Tết thì tốt hai đầu thì riêng Sơn Điền thì ấy cái mưu lây thì thời gian vừa qua thì ủy ban nhân xã cũng đã ban hành kế hoạch về công tác chống hạn năm 2023 là tăng cường công tác xì hay là tuyên truyền ông mình mới bảo là tận dụng xì các nguồn đà tô rõ rồi ao hồ cho ông mình để tàu cơ bản đảm bảo được bó dịch tôi bó dịch 5% so với tổng diện tích sản xuất cà phê tại địa phương thì ngoài hợp thì trong thời gian qua thì cũng khuyến khích cho ông mình là chỉ đạo các bộ phận chuyên môn là tiếp tục rà soát
đối với các thôn, đặc biệt là hai thôn là thôn Giang Bảo và thôn Cơ Linh là âm đang cỡ ít ghé chi tô đã tró đã hoặc là tơ lung đã, thì ông hiện tại đang rà soát để mà tiếp tục đề xuất chi công tác hỗ trợ ao hồ nhỏ của theo kế hoạch của tỉnh và ủy ban nhân huyện. Đi lá prang gầm cun tròn tại đằng xã Sơn Điền, rấp lớ cal kê tạm róa lá xa mơ rai kis chào làng bòl. Bè hớ, cal lớ xa xã tì tâm sân năm bạc bù bạc chất buồn, chi tâm gỡ rớ. Bờ hớ rấp cụ túc tús mơ lớ hoạch bè hát chào làng bòl. Bà chó tròn mơ ghé trôn tâm tạm róa, gỡ tui con chay tạm cân hay prang. Hớ là, ta kiên ghé bà ta đông cờ bần đáp, lớ rơ bòn ta bất hiệu là gàr. Gần cho làng bòl, bàl gít bòa lớ, tôr gùm tạm gơl cal, tam thanh cơ bó cơ bài, dắt cân hay, rấp chen nguồn trộn tâm. Ta kèn hớ, cơ bó cơ bài, niêm, tạm gơl trộn ta ngay, ngay xe lây cân chớ ngăn, tạm cân hay to.